Thế là có mấy cháu nhỉ? Chị có mấy cháu nhỉ? Thế là cũng đông hay đúng không? Sáu cháu một con. Mình có yếu lọc trong cái này. Nước nó lên đúng cái tầm đấy luôn. Vâng, thầy Trồng Cao xin chào quý thầy cô, quý ông anh chị cùng toàn thể các bạn. Trong thời gian gần đây là ảnh hưởng của trận bão lũ, bão Iagi đổ bộ vào Việt Nam thì là thầy cho em sống ở vùng tỉnh Yên Bái, cũng là vùng bị chịu ảnh hưởng rất là nặng. Và tuy là chúng em sống trên vùng cao thôi, như vùng em thì là không bị gì nặng lắm. Nhưng một cái xã bên cạnh đó chính là xã Bản Mù, và trong thời gian gần trước là cũng đã rất là nổi tiếng, đó là chính là những viên đá mài của Bản Mù mà thầy cho em vẫn đang lên trên này để đi lấy về gửi cho quý cô anh chị. Và ngày trong đợt bão này thì cũng là một cái sự không may mắn xảy ra tại thôn Giàng La Pán. Ôi, tan hoang luôn. Ui à. Cái này chắc là giày dép của các mạnh thường quân hàng cứu trợ đã mang lên tới đây. Đây các bác xem cái mức độ sạt lở. Nên là cây cầu này đã bị là gần như là vùi lấp hết luôn. Vâng, em đang đi đây là
Đây các bác xem chỗ này là có một cái khe khe nữa. Cái khe này. Đây cái vòi nước này khi chủ tập. Đây ngập lụt có nghĩa là chỗ này vẫn là cái đoạn đường nhé, đường bê tông, đường lên thôn xã, đường to các bạn. Chắn hết. Ai già? Đây các bác nhìn xem là ở cái gương ô tô này là nước nó lên đúng đến tầm đấy luôn. Đây ô tô vẫn nguyên xì. Hết. Đây. Đây cái tầm nước nó lên đúng tầm này. Cái này nước lên đúng tầm này đấy phải không chú? Ừ đấy đấy nước tầm này đúng đúng đúng. Thì sao? Đây tổng thiệt hại là quá nhiều luôn. Đúng rồi. Là thì đến nhà mày đây nhà thằng. Là con nhà mày ở đây thằng nước ở đây thì. Đây cái nhà này là cát nó đánh có nghĩa là gần ngập nhà luôn. Còn một tí để chui vào nhà thôi các bạn. Đây các bác xem. Bây giờ đánh là còn tí tẹo nữa là đây, còn cát nó đánh nó ngập thẳng vào nhà nè. Còn tí tẹo nữa nhá là lên tới nóc. Mất có nghe ruộng chỗ này là mất trắng hết rồi các bác này, bây giờ không thể cải tạo nổi nữa khả năng này. Đây tất cả hệ thống là ruộng từ bên này là chắc là mất trắng hết, bởi bây giờ là cát nó vùi lên hết này, cát với đá. Đây các bác xem ruộng mênh mông luôn.
Nếu mà để mà nhìn thế này chắc các bác không biết nghĩ là đây, nếu không không thấy nhìn cái lan can này chắc là các bác không nghĩ đây là con đường. Đó, lan can hai bên này, đây, đây đây một hàng lan can bên này này. Nó khát vùi lấp lên hết rồi, đó. Bên đây hàng lan can kia vẫn còn hở trống một tí à. Còn con đường huyết mạch đấy, con đường huyết mạch nên nên phiên bản mù. Đây, cái chỗ này là chỗ tràn để đi qua. Tan nát hết. Đến ngày hôm nay thì nước cũng rút rất là nhiều rồi các bạn. Nhìn cái mực nước nó xanh xanh như này đi là nước rút rất nhiều rồi. Bởi vì đây nó cũng là cái dòng suối đầu nguồn ý, nên mà cái độ đục của nó này là nước cũng chảy xiết nên là nó trong rất là nhanh luôn. Bà con người dân đang tạm đắp để sửa lại cái cây cầu, con là chỉ là đi bộ qua. Rất là nhiều các đoàn thanh niên từ thiện, đoàn tình nguyện đến để hỗ trợ. Đúng rồi, đóng ra đấy. Nhà bên này đủ loại chứ. Còn đây không? Cái này cũng ra đây. Bây giờ nó phải chạy di cư đi hết rồi chứ, làm gì nữa đây. Nhưng mà nhà này bây giờ đi đâu vậy? Nhà này bản bố bây giờ nó đi ở nhờ anh em, nó ở đâu chúng ta. Vâng, cái này các bác tính xem là từ cái xà trên mái nhà đấy nhá, mà cảm giác là nó vùi lấp nhà khoảng tầm chỉ còn tầm 40 phân nữa, tầm 40 phân nữa là chạm tới cái xà này. May là không thiệt hại về người.
Vâng, thưa quý các anh chị, là từ vừa nãy giờ cũng đi quanh một vòng rồi, thực sự là sau trận bão lũ này rất là khủng khiếp. Hôm nay thì chúng tôi em đã lên trụ sở tại tận trên khu vực bản Mù, và cũng nhìn những cái cảnh thì ở những video tập trước thì các bác cũng biết rồi. Hôm nay thì thấy là anh chị hay chị đang giúp khắc suốt thì thầy cho em cũng đã tâm sự, và cũng vừa nãy thì mưa to quá và bây giờ tạnh mưa thì em cũng muốn tâm sự với chị một tí để xem là tình hình nhà cửa của chị như nào thì nó chị ở trình bày ạ. Đó là tiếng Mông. Bây lúc chị tôi tập qua bây sau lùm này qua sang bây giờ qua tài ha tu mừng ha. Tại lẽ thao vũ dạng tư khó khóc vô dạng tư mong ta. Bên có thao vũ bên tư vô bên gồm ớ mỏ nó cũng chết chết chết. Tại sao bên mô lọ tổng vô bên vũ bên vũ lọ mỏ nó cơ hộ. Bỏ cục lại lợi lọ tổng thả bên một rất trời lọ lưu dạng lưu mỏ nó cơ hộ. Bỏ tôi dạng đang lọ dọn bên lọ lọ tổng thả đông thả tổng cộng thả. Cô tôi dặn lắm, chứ mấy loại lực thằng ấy, bây tôi dặn chị, bây tôi chọn mong ông bầu chứ. Chị bảo là như thế nào? Chị nói là bị sạt lở, sạt trên về đè hết, ở trên thì có cây cối về đập mái hỏng rồi, còn dưới nhà thì bị sạt đi rồi. Cái nhà này thì cũng, em cũng đã đi xem rồi, và em là làm nghĩ ra được tổ bảo vệ an ninh ở trong thôn thì cũng đi xem rồi, thì gia đình cũng thiệt hại rất nhiều, xe máy trôi hết rồi, thóc lúa thì trôi một nửa vào cũng bị ướt hết rồi, hỏng hết rồi, còn trôi ba xe máy, còn quần áo các kiểu là bay hết rồi, bây giờ còn nhà tan hoang ra, khổ quá, bây giờ cũng không có quần áo để mặc, chăn mặc không có gì khác, được không có gì đấy cho được. Đây là có mấy cháu nhỉ? Chị có mấy cháu nhỉ? Đây là cũng đông đấy đúng không? Sáu cháu một con. Mi có yêu lòng trong kề đấy. Đứa nhỏ nhất mấy tuổi? Có hai đứa bé bé chẳng là tuổi cho nó chơi chơi. Tuổi cho nó chơi chơi, tuổi lùn tuổi thiang chơi. Ở tuổi nó chỉ có yêu lòng trong. Hai đứa út là 5 tuổi, đứa đây nó là 7 tuổi, xít nó thì nước trôi. Nó cũng may nhỏ nước là nó về đột ngột luôn. Vâng. Chị nó tên là gì nhỉ? Tên là Giang Thị Lụa. Giang Thị Lụa, thôn Bản Mù. Tên là thôn Giang Nga Phán. À, thôn Giang Nga Phán à? Vâng. Có nghe bạn bạn là bên kia bờ? Vâng, ở bên kia chùa. Vâng. Có nghĩa là bên trên mà vẫn bị vâng. Nặng như thế? Vâng. Và cũng thưa quý anh chị, chị gì nhỉ? Chị nhỉ? Vâng, Giang Thị Lụa. Vâng, chị Giang Thị Lụa. Theo như vừa nãy là được xuống nhận quà của các mạnh thường quân, các thanh niên tình nguyện cũng đã đến đây giúp rất là nhiều. Và thấy chị cũng đã cảm ơn và thấy chị cũng xúc động rất nhiều, đã tâm sự. Thì cho em là cũng nhìn là trong tất cả những gia đình ở đây thì đa số là gia đình nào cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Còn riêng nhà chị thì như vừa nãy là bên là chính quyền địa phương thôn cũng đã trình bày là về lũ nó về đột ngột quá nên là không kịp cứu lấy một cái gì cả, tất cả là có 6 người con và nhà cửa là coi như đã bị trôi đi hết rồi, và cả xe máy và khắp gạo này nọ là quần áo là không còn một cái gì trong nhà luôn. Và trong mấy ngày hôm nay thì đều là nhận những trợ cấp của các mạnh thường quân. Mấy hôm nay thì gia đình chưa được nhận hôm nay chỉ xuống này chỉ nhận được hôm nay mới được tin là được cái chan với lại mấy cái bánh mì thôi đúng không? Là của người quen cho. Vâng, thì cũng không biết nói gì nữa. Thầy trò cùng cao em xin được tiếp tục một lần nữa xin được cầu nối tới quý mạnh thường quân, các bác các chú trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm các đồng bào vàng xin được trợ cấp giúp đỡ cho nhà chị Lụa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Ở đây thầy cho anh cập nhật liên tục khu vực ở trong bản Mù này để với quý ông anh chị tại địa điểm là nếu mà các bạn là thanh niên tình nguyện các mạnh thường quân mà có muốn lên tìm hiểu vùng này thì là và
thôn là Bản Mù đúng không? Là thôn thôn Giàng La Bán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Vâng, một lần nữa xin được cầu nối tới các tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm xin được ủng hộ, giúp đỡ cho thôn Giàng La Bán thuộc xã Bản Mù. Thực sự là cũng không biết nói gì hơn nữa. Rất mong là các tấm lòng của các nhà hảo tâm khi xem được video này, các anh chị sẽ góp một phần nào đấy ủng hộ cho đồng bào vùng cao. Như anh là tên là gì ạ? Tên là Trương Trọng Chua. Trương Trọng Chua là trưởng thôn đúng không? Ông là tổ bảo vệ an ninh. Tổ bảo vệ an ninh là có nghĩa ở đây là chuyên trực. Vâng, và nhà anh Chua thì cũng đã bị nặng không anh? Nhà cũng bị hơi nặng. Nhà bên này thì trôi hết một đường số tài sản của nhà, hiện có hai nhà còn trong. Có nghĩa là hai nhà ở gần dưới lòng hồ nhà anh Chua là cũng là gần như là bị cuốn trôi hoàn toàn hiện tại là bây giờ ấy. Theo anh vừa nói thì chắc là cũng biết nó cũng hơi bé, chắc mọi người cũng không nghe rõ, là có nghĩa là tài sản ở trong gia đình là trôi sạch không còn gì cả. Hiện tại là chỉ còn mỗi là cái khung nhà, cái xác nhà là may còn chưa trôi. Hai trường hợp của đồng bào ở đây thuộc là diện là nặng nhất. Em không biết nói gì hơn, xin được một lần nữa tiếp tục xin được cầu nối gửi tới quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong ngoài nước xin chung tay ủng hộ giúp đỡ cho đồng bào vùng cao rất nhiều ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại cho em để ở phần mô tả. Xin cảm ơn rất nhiều. Trong thời gian tiếp theo đây thì cho em sẽ vẫn ở vùng trên này và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bão lũ ở trên tại thôn Giàng La Bán, xã Bản Mù. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Thì em nhanh như này thì cũng chưa nói trước rồi nhá. Ví dụ mà có duyên với các nhà hảo tâm thì kết nối thì em sẽ có hình ảnh rồi em sẽ tìm họ lên đến tận nơi. Đến đấy thì em sẽ đưa những kết quả với cả anh và chị nhá. Cố gắng nhá. Ông đang ở đây là rồi. Cập nhật như vậy thì em sẽ tiếp tục sẽ cập nhật đến sau bao giờ, sau bao lâu. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.